Đấy nhá, hôm nay mùng 1 đầu tháng thầy chia sẻ cho cái Hồng Anh xem nhá. Ca này rất vi diệu luôn. Nhưng mà anh yêu cầu là không cho con xem mặt, chỉ cho xem lưng thôi. Cho xem mặt này, con này chạy sang luôn thì này lúc ấy là anh ấy lại không vào phòng mình được. Đấy, anh này là ở thị trấn hay thị xã? Nhớ Vừa xong là Ba Đồn là thị trấn hay thị xã? nhớ thị xã thị trấn không nghĩa là thị thị xã Ba Đồn về thị xã Ba Ừ Đồn đấy, nhỉ. thầy nhớ Ừ. thị xã Ba Ừ. Đồn, Huyện Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhé. tỉnh Quảng Bình đấy, quê hương của cụ Giáp anh hùng đấy. Con có muốn theo anh ấy về Quảng Bình không? Thầy làm con tò mò. Con nhìn nức là biết là mặt đẹp rồi đấy. Cho mày nhìn này, anh ấy là thuyền trưởng, 18 tuổi đã làm thuyền trưởng rồi nhá, thuyền trưởng lái tàu thủy ấy. Thế là bị đau lưng do cong vẹo cuộc sống nên ra thầy đắn được 5 hôm khỏi đau hoàn toàn luôn, hết đau hoàn toàn luôn, không còn một tí đau nào luôn, coi như khỏi trăm trăm luôn. Đây là cho con xem cái lưng nó cong này đấy, đến đoạn này nó cong cái phần thắt lưng này, ta bắt đầu nó gây đau rồi đấy, có nhìn được không? Có nghe được không? Được, nghe được rồi ạ. Cái hệ cột sống này là nó là trung ương của thần kinh mà. Anh ấy sinh năm bao nhiêu ạ? À? Anh ấy sinh năm vào 1900 hồi đó. Đấy, xương của cái Hồng Anh yếu, yêu anh ấy dân biển, anh ấy bắt được nhiều cá, anh về anh cho ăn nhiều cá biển xương nó chắc. Cái vi diệu nhất là thầy chữa cho anh ấy hết đau lưng có mấy ngày cơ mà đã chữa cho anh hết đau lưng. Thế là năm ngoái là làm hết sáng 28 đúng không định nhỉ? Xong năm ngoái còn đi uống rượu với bố con nhà Moscow nhỉ? Với cả nhà Canada nữa. Ui năm ngoái đông, năm ngoái còn chữa cho nhà Canada mà. Canada về với cả bên Nga về cơ mà. Tết năm nay thì chỉ chữa cho Quảng Bình ở xa thôi, chứ không có Việt Kiều. Năm ngoái chữa toàn Việt Kiều. Con muốn biết tuổi của anh ấy thì con phải sang bên này. Sang bên này anh ấy cho xem chứng minh nhân dân.
Con đi điều trị ở ACC họ cho tập phục hồi chức năng là chủ yếu thôi ạ. À. ACC đấy hết bao tiền một lần con? 1,5 triệu. Thầy cũng có nhiều bệnh nhân điều trị ở đấy về đây kêu là hình như hơn 1 triệu một lần mà. Thầy xin răng rác không? Kêu răng rác luôn. Hà Nội hôm nay rét lắm. Có tí mặt trời nhưng vẫn rất lạnh, phải mặc áo ấm chữa bệnh. Sau là con phải mặc cái đai để làm nhé, để cho nó giữ cuộc sống. Thì cứ cứ con Thảo đó. À đến giờ cơm tháo ra để ăn được nhiều hả? Đau lưng thấy người nó thoải mái không con? Nhờ thầy bao nhiêu? À thoải mái nhiều hả? Nhờ. Quá tuyệt vời luôn đúng không? Ừ, coi như là tự nhiên cái đau nó chạy đi đâu mất, nó hết đau rồi. Úi dồi ôi, 2 triệu một lần. Sợ nhờ. Định ơi, đây con bé này nó bảo điều trị AC 2 triệu một lần này. Khiếp nhỉ. Thế là con điều trị ở đấy 3 lần là bằng ở đây 1 tháng. Kinh khủng khiếp nhỉ. 12 triệu một liệu trình. Gãy hết xương rồi. Úi giời ơi, gãy hết xương rồi. Thấy không? Gãy hết xương rồi. Nằm lên ghế con. Yeah. Nằm lên ghế giường, nằm lên giường. Ở đấy nó có mùi khoai tây mà con. Ở đấy có người nước ngoài mà. Cái gì có người nước ngoài thì tất nhiên là nó phải đắt rồi. Cái lương bên ý của người ta nó cao, người Việt mình lương thấp.
trời ơi, nhìn thấy mặt rồi nhá, KKK, con đoán 5, 9, 5, 9, 7. Ui trời ơi, nhìn thấy mặt rồi nhá, con đoán 5, 9, 5, 9, 7. Nín mặt đoán giỏi thế, cái con bé này đúng là đeo kính mấy độ rồi mà nhìn còn chả chuẩn gì. Thầy nắn xong thầy phải kéo máy nữa mà. Có phải nắn mỗi này là xong đâu. Phải kéo máy nhiều chứ. Hai nữa là còn đắp cao, còn nhiều thủ thuật nữa nhưng mà thầy không chia sẻ chứ. Chỉ chia sẻ có vài thủ thuật này thôi. Chứ không phải là tất cả phương pháp chữa chỉ có thế này. Mà có nghĩa đây thì chỉ là chia sẻ cái nút nắn thôi. Nghe thấy gì không? Ở bên ACC thì họ tác động cuộc sống xong họ tập vật lý trị liệu. Tác động cuộc sống Việt Nam mình là tổ mà con. Phương pháp tác động cuộc sống là phương pháp của người Việt mình mà. Cụ Nguyễn Tham Tán là ông tổ của phương pháp tác động cuộc sống mà. Nằm gần như phẳng lư rồi thắng ạ. Đấy, bảo sao nó vào nó hết đau không? Cái quan trọng nhất là nó hết đau. Rồi, hôm nay thầy chia sẻ đến đây rồi. Chào Hồng Anh nhá, chào mọi người nhá.